Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ động cơ có giảm tốc 48V 750W. Con động cơ này thì có tốc độ là 480 vòng trên phút, công suất 750W, hàng thương hiệu của Uli Motor. Những cái dòng động cơ này thì nó đều có cái logo hình tam giác ở dưới đầu động cơ đây này. Con này thì sử dụng nhôm xích nhé. Cái dòng này thì các bạn mua lưu ý, trên thị trường ấy thì người ta có những cái con nó rất là bé nhưng người ta cứ ghi là 800W ấy. Thì những cái hàng thương hiệu này không bao giờ người ta làm ảo cái công suất đi các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý là cái dòng này là nó 7,5 đến kg này, đến 7,8 kg đấy. Cân nặng nó như vậy. Và thường là trên cái hông của động cơ, những cái hàng xịn như này, nó đều có gắn cái thương hiệu này. Đấy, nó dập chữ bắn CNC ở trên này. Trên này nó ghi ngày tháng sản xuất này, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2022 này. Đấy, những cái dòng thương hiệu nó làm rất là chuẩn chỉ luôn. Tiếp theo là cái bộ điều khiển này. Con này điều khiển này rất là to nhá, công suất 850W này. Chân ga, tay đảo chiều, đồng hồ, nhôm xích và một cái miếng bát này để bắt vào trục 27 này, trục 25 đến trục 27 nhé. Đấy, thì chọn bộ nó là một bộ như thế này. Đấy, các bạn lưu ý là động cơ này nó khoảng 7,5 đến 7,7 kg nhé. Thì tay đảo chiều thì bên em sẽ đấu sẵn cho các bạn như này. Đấy, động cơ này là động cơ 48, nó có thể chạy được cả 60V nữa. Thì các bạn có thể chạy 48 hoặc 60 đều được. Đấy, chọn bộ là bằng này món nhé. Tất cả đều là đồ rất là tốt luôn đấy. Ví dụ như con điều khiển này rất là to này, so với cái dòng điều khiển của xe đạp điện ấy, nó bé hơn con này rất là nhiều. Đấy, con này là con dòng điều khiển 18 sò này. Đây nó ghi 18G, này là 18 sò đấy. Công suất 850W. Dòng điện là 40A. Đấy, con này ghi là 48V nhưng nó chạy đa năng là 4860 các bạn nhé. Đều chạy bình thường. Đây là nhông của nó này, nhông này là 36 răng. Đấy, đồng hồ báo điện này. Cái này thì gắn vào đây nhé, nếu như các bạn mua thêm. Đấy, hoặc các bạn tận dụng nhông xích của xe máy thì đều được. Tất nhiên cái nhông này thì nó sẽ không, cái miếng đỡ này nó sẽ không bắt vào với nhông xe máy được đâu. Nhưng các bạn mua về thì có thể hàn chết vào cũng được. Hoặc là bắt ốc thì tùy. Bắt ốc thì phải mua cái nhông này. Đấy. Một bộ của nó là đầy đủ như vậy. Thì các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ 0983 818 955. Các bạn có thể xem chi tiết hơn các sản phẩm khác ở trên cái trang xe điện motor điện.com nhé. Trang ấy rất là đầy đủ, vào lựa chọn rất là dễ. Đấy, toàn đồ loại 1 thôi nhé. Bên mình không làm những cái đồ rẻ rẻ cho giá thành nó rẻ hơn đâu. Đấy, tất cả đều là đồ chuẩn. Tay đảo chiều, chân ga rất là bền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.